tốt cho các mẹ đang mang thai này, hoặc là đang cho con bú. Và đặc biệt là đối với các bạn nhỏ, khi mà các bạn ấy lười ăn hoa quả ấy, thì đây là một công thức nước ép rất là tốt. Đó là công thức nước ép từ bưởi này và lựu. Ở đây thì lựu và bưởi mình đã bóc hết ra, và mình ép cùng với chiếc máy ép chậm Unie UE580. Nước mình đã thu hoạch được rất là nhiều đó mọi người ạ.